Thời tiết hôm nay đẹp quá nhở. Tớ ghen tị với cậu thật đấy Xoài ạ. Ngày nào cậu cũng chỉ việc lùa đàn trâu ra đồng, tìm một chỗ ngồi, đợi đến cuối ngày rồi về là được. Tớ thì lại chỉ mong được bưng bê bát đĩa cho khách giống như cậu thôi. Ngồi ý ra canh đàn trâu, chán chết đi được. Nhưng mà cha cậu chẳng hứa, sắp tới con trâu cái kia sinh con, cho cậu tùy ý chăm sóc nó còn gì. Thịt nhớ. Ừ, tớ cũng đang đếm từng ngày, mong nó sớm sinh con đây. Sau này á, nghe con lớn lên rồi xuất chuồng, tớ sẽ được cha cho toàn bộ số tiền bán được. Xoài này, bây giờ cậu có phải làm gì không? Sang nhà Hồng Xiêm chơi đi, nhà cậu ấy mới sơn lại thuyền đấy. Ừ, hai cậu sang đi, tớ sẽ nhờ cha chở các cậu đi du ngoạn một vòng quanh sông. Được đấy, dù sao hôm nay chúng ta cũng được về sớm, đến tận chiều tớ mới phải đi chăn trâu cơ. Cậu đường đường là công tử bột, thế mà bây giờ cũng phải đi chăn trâu như ai ấy nhỉ? Cũng tại cha tớ tham, mới mua thêm một chục con trâu mới để cho nó đẻ. Một mình anh nô chăn không xuể, nên tớ cũng phải đi chăn, để anh ấy còn có thời gian làm việc nhà. Kìa, Xoài ơi, con trâu ở nhà cháu vừa sinh rồi đấy. Nó sinh ra một con nghé rất đẹp. Ôi, thật thế ạ? Ừ, cô vừa ở nhà cháu qua đây. Các cậu ơi, sang nhà tớ chơi với nghé con đi. Anh ơi, nghé con mới sinh đâu rồi ạ? Hả? Sao trông nó lại thế này? Một con nghé màu trắng sao? Lạ nhỉ, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy nghé trắng đấy. Tớ cũng vậy, nhưng tớ nhìn thấy trâu trắng rồi. Có lẽ cha của chú nghé này có màu trắng, nên nó thừa hưởng làn da của cha thôi. Tớ ghét nó, tại sao nó lại màu trắng cơ chứ? Thật là bực bội. Xoài nó thích một con nghé màu đen bóng, giống như cả đàn trâu kia. Giờ con trâu lại sinh ra một con nghé trắng, chắc là nó đang buồn lắm đấy các em ạ. Một tháng sau. Xoài ơi, hôm nay con cho cả con nghé trắng kia đi ăn cùng đàn nhé. Nó đã cứng cáp rồi, không thể suốt ngày cứ nhốt nó tui thủi trong chuồng được. Không, con mặc kệ nó, ai bảo nó sinh ra lại có màu trắng kỳ lạ như thế chứ. Xoài này, con nghé ấy bị cậu bỏ rơi, sẽ rất tội nghiệp đấy. Cậu cứ tưởng tượng đi na, đàn trâu con nào cũng đen bóng. Nếu như để nó đi cùng á, thật xấu cả đội hình. Nhưng tớ thấy, nó cũng có nét đáng yêu riêng mà Xoài. Thế thì cậu mang về mà nuôi. Cha cậu mà đồng ý á, thì tớ cũng đưa nó về nhà luôn rồi. Xoài này, sáng mai bên nhà ngoại anh có dỗ, em đi chăn trâu hộ anh một buổi được không? Ôi, chăn trâu sáng phải dậy sớm lắm, em không đi đâu. Đi mà, chỉ một lần này thôi, em đi chăn hộ anh một buổi, anh sẽ chăn lại cho em một ngày, chịu không? Thế thì được ạ. Anh nghe nói bên làng thượng, mùa này trâu bò ít, cánh đồng cỏ xanh non lắm. Hay là sáng mai, em chăn ở đồng làng, còn chiều mai đưa đàn trâu sang đồng bên đấy chăn đi. Vâng, tiện em sang đấy thăm thú xem sao, cũng lâu rồi cứ rú rú ở trong làng. Thằng Xoài cho cả con nghé trắng đi ăn nhá. Hôm nay anh nô nghỉ, sáng con chăn đàn kia đã không cho nó đi rồi, bây giờ phải cho nó đi theo. Ơ, không. Không cái gì hả? Tiền cả đấy, có đi mau không thì bảo. Vâng, con cho nó đi ngay đây. Con nghé trắng đáng ghét. Chết rồi, mình mới ngủ một tí mà tiếng dậy trời đã tối rồi. Tối đen như mực thế này, biết tìm đàn trâu ở đâu bây giờ đây? Mình lại chỉ thông thuộc đường làng hạ, khắp nơi đều là đen kịt. Đàn trâu đen lẫn trong nền trời tối đen, mình phải làm sao để tìm ra chúng đây? Kia chẳng phải là con nghé trắng à? Đúng là nghe trắng. Đúng rồi, vậy là đàn trâu của mình ở phía đó. May vì có mày nổi bật mà tao tìm thấy cả đàn đấy. Cảm ơn mày nhá, cảm ơn mày nhiều lắm.
Hồng Xiêm, em cao tay thật đấy. Bắt xoài dậy sớm, chăn trâu cả ngày. Cuối cùng cũng có kết quả rồi. Vậy là cậu ấy đã không còn kỳ thị về con vật có vẻ ngoài khác biệt ấy nữa. Em mừng lắm. Ô kìa xoài, sao tự dưng cậu lại đi cạnh con nghé trắng này vậy? Bình thường lúc nào nó cũng phải đi sau đàn, không được đến gần cậu cơ mà. Kể từ giờ trở đi, tớ và nghé trắng sẽ là những người bạn thân thiết. Hả? Tớ có nghe nhầm không đấy? Rất thật luôn. Tớ thấy mình cần đối xử công bằng với các con vật. Chúng ta không nên kỳ thị bất cứ thứ gì cả, dù là chúng có những sự khác biệt, không Xiêm ạ. Ôi giời ạ, cái lão lý trưởng lại cho con chó mực nhà lão ấy đi bậy trước cửa nhà mình. Thật tức không cơ chứ. Cô Bẹo ơi, có chuyện gì thế ạ? Còn sao nữa, cháu nhìn cái bãi phân trước cửa nhà cô đi. Hôm trước cô Trần có chuyện gì với lý trưởng ấy? Thế là lão ta cho chó đi bậy cả tuần liền trước cửa nhà cô ấy. Tới hỏi lý trưởng thì lão ta không nhận. Cô tức quá, đứng ra nói lý hộ cô Trần. Thế nên sáng nay lão ta lại cho chó đi bậy trước cửa nhà cô để trả thù đấy mà. Sao cô biết là do cụ Lý làm ạ? Không phải lão á, thì còn ai vào đây nữa. Lão ta mà ghét ai á, là ngày ngày cho chó đi bậy trước cửa nhà người đấy. Nhà ông Mậu, bà Lý, cô Trần, mấy nhà cái làng này bị rồi. Thế thì đúng là xấu tính thật cô ạ. Chứ còn gì nữa. Cô cố chịu qua 2 ngày, cháu có cách khiến cho cụ Lý không dám lặp lại chuyện này nữa. Thật thế à? Thế cháu giúp cô chuyện này nhá. Vâng ạ. Dạ bẩm quan lớn. Có chuyện gì? Con vừa nhìn ấn đường của quan không được sáng. Sắp tới sẽ có việc chẳng may. Quan nên để con giúp quan bói một quẻ để tránh cái kiếp nạn sắp tới. Ngươi xem, rốt cuộc là kiếp nạn gì? Năm nay nhà quan sẽ gặp vận xui lớn. Mở đầu sẽ bằng cơn mưa lớn lúc chiều tối nay. Sấm chớp sẽ đánh ngay trên nóc nhà quan huyện. Nước trong huyện sẽ dâng rất cao, khả năng làm vỡ đê. Muốn giải được đại nạn á, thì phải khiến chó mực nhà lý trưởng đi bậy hình chữ bát khổng lồ tại chậu cây lan trước cửa nhà lý trưởng. Bởi vì chậu cây lan đó trồng 3 nhánh, lại đặt hướng Tây Bắc nên gây vận xui cho quan huyện. Người chịu trách nhiệm giữ bình yên cho ngôi làng phải dùng chữ bát là quẻ thứ 8 trong kinh Phật, có ghi là đẩy trừ để diệt trừ vận xui, đem lại may mắn. Người có chắc không đấy? Chắc hay không, cứ đến chiều tối nay là quan sẽ biết ạ. Con xem miễn phí, vì căn của quan cao nên chẳng tội gì con phải lừa gạt quan đâu ạ. Ngươi mà nói sai á thì đừng có trách. Dạ. Cảm ơn thầy cúng đã giúp cháu nhá. Có gì đâu. Nhà ta cũng bị lão lý trưởng hành đến mệt. Mong là kế hoạch này của ngươi sẽ thành công. Chắc chắn sẽ thành công ạ. Mà sao ngươi dám chắc là hôm nay trời sẽ bão thế? Vì hôm nay ếch kêu to hơn bình thường và chim bồ câu bay thấp đấy ạ. Chắc chắn là sẽ có bão rất lớn luôn ạ. Thế à? Khó vậy mà cũng làm được luôn. Thế này thì chắc chắn lời thầy cúng nói là đúng rồi. Mai phải đi tìm ngay tên lý trưởng mới được. Sáng hôm qua ta có gặp một thầy bói có tiếng. Ông ta gieo quẻ rằng chiều tối hôm qua sẽ có một trận bão lớn, nước dâng ngập bờ đê. Hôm qua quả nhiên chuyện đó đã xảy ra. Nếu không giải trừ vận xui thì cả làng sẽ gặp xui xẻo. Vận xui đó chính là do cây lan nhà ngươi mang tới. Chậu lan đó do trồng 3 nhánh, lại đặt hướng Tây Bắc nên gây vận đen cho mảnh đất này. Phải để con chó mực của ngươi đi bậy bằng chữ bát quanh cây lan, đẩy trừ vận xui, đem lại may mắn thì mới được. Cái đó khó lắm quan lớn ơi. Chó nhà cụ Lý chỉ đi bậy vào buổi sáng, thế thì có khi phải mất vài ngày mới xong ấy ạ. Thì thằng Hồng Xiêm, việc của nhà ngươi à, ai cho ngươi nói léo thế ha? Ông lại cho mấy heo bây giờ chứ lại. Thôi thôi, việc hệ trọng, mất bao nhiêu ngày thì cũng phải hoàn thành.
Dạ bẩm quan, cây lan đó rất đắt, lại quý hiếm đấy quan à. Sao có thể để chó đi bậy quanh nó được ạ? Thế nhà ngươi dám chống lại lệnh quan à? Ấy, dạ còn nào dám. Ý con là quan xem xét xem có cách nào không ấy ạ. Có cách khác, người ta đã không phải tìm ngươi rồi. Thế con làm không? Không làm thì ta về cũng được. Ấy ơi dạ, con làm, con sẽ làm theo ý quan ạ. Ngươi phải đích thân làm cho ta, vì cái tội dám cãi lại quan đấy, nghe chưa? Dạ vâng ạ. Đúng là đồ quan huyện chết dẫm mà. Thú này, ta không thể quên. Bảy mốt, bảy hai, bảy ba. Lộc lá rồi đây. Mấy hôm nay không bị con chó nhà lão Lý trưởng sang phóng uế, quán mình đông khách hẳn. Không hiểu thằng nhóc Hồng Xiêm nó làm thế nào mà tài thế. Phải ra hỏi nó mới được. Trượt rồi, đến lượt tớ. Đến tớ chứ, cậu định tranh lượt à? Này, Hồng Xiêm ra đây cô bảo. Dạ, cô gọi cháu ạ. Quán cô hôm nay đông khách nhỉ? Ừ, trộm vía. Mấy bữa nay không bị con chó nhà lão Lý trưởng sang phóng uế, vẫn nó sáng hẳn lên. Mà, nhà ông Mộng, bà Lý, cô Trần cũng không thấy con chó đó bén mảng sang nữa. Thế cháu làm thế nào để lão Lý trưởng không thả chó đi lung tung nữa thế? Hay là cháu thủ tiêu nó rồi? Ấy không, cháu nào dám làm thế ạ? À? Thế cháu làm thế nào? Kể cho cô nghe đi. Việc cụ Lý hễ cứ ghét ai là cho chó nhà cụ ấy phóng huế trước cửa nhà người ấy, khiến cho rất nhiều người trong làng ấm ức mà không làm gì được. Trong đó có cả thầy cúng. Biết vậy, cháu bèn nhờ thầy cúng xem bói cho quan huyện một quẻ, nói rằng năm nay nhà quan sẽ gặp vận xui lớn. Muốn giải được đại nạn thì phải khiến cho chó mực nhà Lý trưởng đi bậy hình chữ bát khổng lồ tại chậu cây lan trước cửa nhà Lý trưởng. Bởi vì chậu cây lan đó trồng ba nhánh, lại đặt hướng Tây Bắc nên gây vận xui cho quan huyện. Nói vớ vẩn, thế mà quan huyện cũng tin à? Tất nhiên là quan lớn đâu có dễ dụ như vậy được ạ. À? Thầy cúng nói với quan huyện, vận xui sẽ mở đầu bằng cơn mưa lớn lúc chiều tối hôm đó. Sấm chớp sẽ đánh ngay trên nóc nhà quan huyện. Nước trong huyện sẽ dâng rất cao, khả năng làm vỡ đê. Ồ, đúng. Hôm kia mưa lớn sấm chớp đùng đùng, long trời lở đất đấy chứ. Thế sao lão thầy cúng dự báo được hay thế nhở? Có gì đâu. Hôm đó cháu thấy ếch kêu to hơn bình thường và chim bồ câu bay thấp, nên đoán chắc chắn là sẽ có bão rất lớn luôn. Cháu mới bảo thầy cúng cứ nói sẽ có mưa bão sấm chớp thôi. Ôi Hồng Xiêm đúng là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không hổ danh là thần đồng lang hạ. Giờ này á, chắc lão Lý trưởng đang tận hưởng mùi hương mà lão đi ban phát cho cái làng này ngay trước cổng nhà lão ấy nhỉ. Hả dạ quá. Hồng Xiêm này, cầm lấy cô cho tiền ăn kẹo này. Dạ, cháu xin. Các cậu ơi, đi mua kẹo đi, tớ khao. Hoan hô. Ôi giời ôi, hồi quá. Đi thôi. Nhìn gì mà nhìn. Lý trưởng độ này tiến bộ thật. Dạo này không cho chó đi bậy lung tung các nhà trong làng nữa rồi. Ừ, tôi thấy lão ấy cho chó đi bậy luôn trước cửa nhà mình đấy, ngay chỗ chậu lan quý mà đi bậy, còn nối đuôi nhau uốn lượn nữa mới ghê. Trời ơi, bao giờ mới hết cái tội này? Cứ thế này cả nhà cũng bị mùi phân chó hun chết mất thôi. Ui, hôi thế. Cụ Lý ơi. Có gì ta thế? Có chuyện gì mà người cứ lén lén lút lút thế ha? Có gì đâu ạ. Ở kia mùi quá, con mới gọi cụ ra đây. Có chuyện này thưa cụ cho nó tiện ạ. Chuyện gì? Nói mau lên. Nhà ta đang báo việc. Cụ ơi, con nghe nói vụ thầy bói kia là nói thật đấy. Buổi tối hôm đấy bão siêu to, trong khi ban ngày còn nắng chang chang cơ mà. Chỉ có thể là ý trời thôi. Mọi người đang đồn ầm lên là chắc ai đó trong làng làm việc xấu nên mới bị trời phạt. Thế con nói ai là ai không? Tên nào mà dám làm ông đấy khô thế này? Con kể cho cụ đừng giận con nhá. Ta giận gì chứ, người cứ nói đi. Thấy mọi người bảo
Người gây ra chuyện này chính là cụ Lý đấy ạ. Cái gì? Ta đã làm gì chứ? Toán nói bậy. Ban đầu con cũng không tin đâu, nhưng cụ thử nghĩ xem, sao lại có chuyện trùng hợp như thế được? Trùng hợp gì? Trước giờ cụ vẫn đặt chậu lan ở đây, nhưng cũng có thấy vận xui gì đâu. Sao lại đúng lúc này thì có chứ ạ? Ừ nhỉ. Nhưng ta có làm gì đâu mà trời lại nổi giận. Con đoán là thế này, trước giờ phong thủy không tốt thì thường là người ta sẽ làm lễ hoặc rời vật hung. Cơ mà cớ sao lần này lại bắt chó của cụ đi bậy quanh cây lan? Vậy có khi nào có liên quan tới việc chó đi bậy không ạ? Hả? À, thế là ngươi, chính ngươi bậy cái chó này phải không? Tha hồ mà hưởng nhé cụ, gieo nhân nào thì hái quả ấy thôi. Đứng lại, ta mà bắt được người thì chết đón nhá.